Đây là Quang Hải. Cơ hội rất nguy hiểm và tỷ số là 1-0 với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Chúng ta còn nhớ là trận đấu thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Myanmar ở lượt trận đầu tiên của bảng B thì Công Phượng là người kiến tạo cả hai đường chuyền để cho Quang Hải ghi bàn, và lần này Quang Hải là người kiến tạo cơ hội để cho Công Phượng thực hiện một cú đánh đầu đập đất rất hiểm hóc. Bóng chạm vào mép trong cột dọc khung thành của thủ môn Moang Nam. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta ở phút thứ 7 của trận đấu. Và có thêm một điều bất ngờ nữa, đó là Công Phượng, một cầu thủ không cao nhưng đã ghi bàn bằng đầu trong rất bình tĩnh. Bóng lại tay chân của Văn Toàn. Xuân Trường. Công Phượng 2-0, rất tuyệt vời. Mình đang thể hiện trên sân. Chúng ta hãy cùng xem lại những đường chuyền có điểm rơi cực tốt của đội trưởng Lương Xuân Trường. Thủ môn của U23 Thái Lan là Moang Nam đã đoán sai hướng. Mặc dù sau đó anh cũng đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá cú sút của Công Phượng. Và 2-0 dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Có lẽ là trọng tài đã rút thẻ vàng với một tình huống mà đội trưởng Xuân Trường. Cơ hội! Văn Toàn! Công Phượng! Văn Toàn! Không vào! Rất đáng tiếc. Đó là một cơ hội để cho chúng ta thêm một lần nữa nới dọc cách biệt lên thành 2. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Chinh! Hạ bóng vào ngực khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Hà Đức Chinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Hà Đức Chinh là người ghi bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại bảng K. Chúng ta cùng xem lần nữa pha xử lý đầy quyết tâm. Đức Chinh hiện nay thi đấu cho SCB đã. Việt Hưng rất hợp lý, Đoàn Văn Hậu. Chuyền bóng Hà Đức Chinh, dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Xin chúc mừng Hà Đức Chinh, cầu thủ luôn chơi nhiệt tình, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Chinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng, cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Moang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Chinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Tất nhiên là khi mà đội U23 Việt Nam có bóng thì nhân vật mà các cầu thủ Thái Lan quan tâm nhiều nhất chắc chắn sẽ phải là Quang Hải. Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh chuyền bóng, không kịp vị, sút bóng chân dài. Rất tiếc là Hoàng Đức không dứt điểm. Đoàn Văn Hậu, đường chuyền của Hoàng Đức, chuyền ngay Hà Đức Chinh. Nói là ăn chịu, có sự dẻo dai và có sự khôn khéo khi không phát huy được những phẩm chất của các cầu thủ xuất sân, rõ ràng họ có vấn đề. Đánh đầu, tình huống bật lên của Hoàng Đức. Đúng là nhịp chơi rất lý tưởng, tốc độ đưa bóng vào là hợp lý và phía trong như chúng ta vừa thấy có tới 3 kéo đỏ, người bật cao nhất là Hoàng Đức, còn bên cạnh còn có Hà Đức Chinh và Quang Hải. Hoàng Đức đã chủ động bật. Quang Hải, vẫn là Quang Hải đột phá,
chuyền ngược lên, chân chạy. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Những pha bóng có thể nói là gợi nhớ lại những ảnh rất đẹp cũng trên sân Mỹ Đình ở chung kết của AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa. Trên sân lúc này chúng ta có 4 cầu thủ thuận chân trái. Vừa rồi là pha hợp của hai cái chân trái tuyệt vời, Quang Hải và Hoàng Đức, những người đều đã từng dự giải U20 thế giới. Với Quang Hải là một nhân tố đá vốn dĩ rất đặc biệt. Chúng ta đã biết quá nhiều về anh và luôn chờ anh bùng nổ như vậy. Còn với Hoàng Đức thì thực sự đó là tương lai. Pha đi bóng phải nói là như vẽ của Quang Hải. Sau đó là một đường chuyền dọn cố để Hoàng Đức tung ra cú đá quá đẹp. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến hai, nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho đội Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này. Đó cũng là một tình huống dứt điểm ở cự ly gần, và thậm chí bàn thắng vừa rồi còn dễ dàng hơn rất nhiều những gì mà Thành Trung đã có trong trận đấu gặp Brunei. Anh Tùng à, nếu mà tôi không nhầm thì chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua là chiến thắng 3-0 ở trận đấy năm 98. Thua sút so với lứa trước, nhưng chúng ta có một niềm tin rằng sự khát khao và năng lực của chúng ta là vẫn còn đủ để có thể vươn tới những đỉnh cao. Với khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì? Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Vẫn còn khá nhiều thời gian để xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Hà Đức Chinh là người đã đi bóng và chuyền vào. Sẽ được dỡ bỏ. Chúng ta sẽ vẫn tôn trọng đối thủ lớn nhất của U20 Đông Nam Á, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi. Ôi! Vẫn còn Quang Hải. Chân trái. Tiếp tục dứt điểm. Vẫn không được. Cú chạm bóng ở cự ly gần vừa rồi là của Triệu Việt Hưng. Triệu Việt Hưng vẫn còn. Rất nhiều những tình huống lộn xộn trong khu vực 16-50 của đội Thái Lan. Đường chuyền ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gầy gót. Bóng đã leo sáng ngang ra ngoài. Tình huống gợi nhớ đến pha chuyền bóng của Đoàn Văn Hậu cho anh Đức. Pha chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược, đập lông. Quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến. Có lẽ đây sẽ là kỷ lục về một trận thắng Thái Lan, vượt cả kỷ lục 3-0 cách đây 21 năm tại sân đấy. Pha đặt lòng hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn, cầu thủ đang chơi cho Hoàng Gia Lai. Một pha dứt điểm từ tuyến hai mẫu mực.
và thủ môn Thái Lan đã phải vào lưới ngắt bóng lần thứ tư trong trận đấu. Pha bóng có sự có mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thành Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Trừ tít, đội chủ sân Trang Arena hiện nay đang xếp thứ hai tại Thái Lịch sau cả Thái Lan. Văn Toàn đột phá, dứt điểm. Đá không thật sự đầy đủ lực của Văn Toàn. Người đã phá bóng trong tình huống vừa rồi trước tầm tay của thủ môn Cao Huyên là hậu vệ Sufan. Văn Toàn đang rất sung sức, khả năng gây đột biến rất cao. King's Cup là giải đấu cần phải chơi tốt, tuy nhiên vẫn có thể tung ra những sự thử nghiệm. Và nói một cách tận cùng thì nếu như Thái Lan họ có đá tốt và chúng ta có một bộ đôi so kè thì cũng hay. Câu trả lời của Hoàng Công đó chính là Công Phượng. Rất đáng khen cho pha tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam, trong đó có cú dứt điểm cuối cùng là của Công Phượng. Trước khi Công Phượng nhận bóng thì Quang Hải đã nhấc chân tạo ra một tình huống rất sáng sủa. Công Phượng là người đã thay thế anh Đức để đá tiền đạo cắm tại dần cấp rất tốt. Khoảng trống, sút bóng, không vào. Cú đá của Quang Hải bây giờ chúng một tình huống vô định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắc chiêu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường, đánh nhau. Vào! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của ông Park Seo với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Park Seo, những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh Đức đã bị chuột rút thật rồi, nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huyên đã chơi có thể nói là rất lung túng. Anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huyên phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này, nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến lúc này khi mà thời gian còn lại quá ít. Và tiếng còi mãn cuộc đã cất lên, 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trận đấu mà người Thái rất mong chờ, rất muốn tổ chức, rất muốn có sự so đỏ trực tiếp với bóng đá Việt Nam đã kết thúc với một kết quả không thuộc về họ. Đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch của bóng đá Đông Nam Á, đã có một lời khẳng định xứng đáng. Chúng ta đã thắng một cách đĩnh đạc trong một trận đấu ở một giải đấu giao hữu trên đất Thái. Một lần nữa ông Park Hang-seo lại có được chiến thắng, và lần này quan trọng hơn cả đó là chiến thắng ở tầm đội tuyển quốc gia. Một trận đấu có phần căng thẳng, rất quyết liệt. Đang lên, đội bóng trẻ trung, đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp một cách xứng đáng. Xin cảm ơn những gì mà ông Park Hang-seo và các học trò đã thể hiện trong trận đấu này. Và đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng, trận chung kết của King's Cup năm 2019 để gặp đội tuyển Curacao. Còn đội chủ nhà Thái Lan sẽ phải đá trận tranh giải ba gặp đội tuyển Ấn Độ. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup 2019 xin được dừng lại đây. Xin thân ái tạm biệt. Và ngay sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.